Bất chấp dịch Covid-19, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 3 vẫn tăng mạnh. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng lượng ô tô nhập khẩu vào thị trường Việt Nam trong tháng 3 vẫn tăng mạnh gần 2.000 xe so với tháng trước. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam mới công bố, lượng xe ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 3 là 12.151 xe, tương đương 224 triệu USD giá trị kim ngạch. Trong đó, xe con dưới 9 chỗ chiếm tới 80,9% tổng số với số lượng là 9.831 xe thông quan, tăng 20% so với tháng trước. Như vậy, mặc dù chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt là vào cuối tháng 3, nhưng lượng ô tô nhập khẩu vẫn tăng 18,4% so với tháng 2, tức khoảng 2.000 xe. Kết thúc quý 1 năm 2020, tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam là 26.637 xe, khoảng 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ô tô từ 9 chỗ trở xuống chiếm 77,3%, tức 20.601 xe, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái, và ô tô vận tải là 5.412 chiếc, giảm 52,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng như những tháng trước, phần lớn lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 3 năm 2020 đều đến từ khu vực ASEAN, chủ yếu là đến từ Indonesia và Thái Lan. Trong tháng 3, thị trường ô tô Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia là 6.914 xe, tăng 2.598 xe so với tháng 2, và Thái Lan là 4.013 xe, giảm 2.258 xe so với tháng 2. Tổng lượng xe nhập khẩu từ hai thị trường này chiếm tới 90% lượng xe nhập khẩu trong tháng. Điều này cũng dễ hiểu khi các mẫu xe nhập khẩu từ Mitsubishi Xpander, Honda CR-V nhập tại Indonesia hay Ford Ranger nhập tại Thái Lan đang là những mẫu xe được khách hàng Việt cực kỳ ưu ái. Trước đó, theo số liệu báo cáo bán hàng của Hiệp hội ô tô Việt Nam công bố, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam tháng 3 đạt 19.154 xe bán ra, tăng 8% so với tháng trước và giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng xe nhập khẩu đạt 7.276 xe, tăng 22% so với tháng trước, sau khi sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 11.878 xe, tăng 2% so với tháng trước. Như vậy, dễ dàng thấy, mặc dù chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng thị trường ô tô Việt Nam không thiếu nguồn cung trong khi nhu cầu mua xe của khách hàng không nhiều. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là vấn đề tình hình nhập khẩu ô tô trong tháng 3 bởi dịch Covid-19, chỉ tác động mạnh đến thị trường ô tô Việt Nam vào cuối tháng 3. Ngược lại, trước tình hình giãn cách xã hội kéo dài trong tháng 4, các hãng xe đứng trước nguy cơ đạt lượng ô tô tiêu thụ trong nước giảm mạnh do người tiêu dùng không có nhu cầu đi lại nhiều. Đây cũng là yếu tố có thể dẫn đến tình hình xe nhập khẩu trong tháng 4 giảm mạnh. Do đó, các hãng xe còn phải triển khai nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi hoặc giảm giá bán hơn nữa nhằm kích cầu khách hàng mua sắm xe để đạt được kế hoạch đề ra, tránh tình trạng tồn kho ế ẩm. Về lĩnh vực nhập khẩu linh phụ kiện và phụ tùng ô tô các loại trong tháng 3, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã chi ra 310 triệu USD, giảm 5,3% so với tháng trước. Trong đó, phần lớn lượng nhập khẩu ô tô đến từ Hàn Quốc với 78,2 triệu USD. Ngoài ra, lượng linh phụ kiện và phụ tùng ô tô cũng được nhập khẩu từ các thị trường khác như Thái Lan 57 triệu USD, Nhật Bản 56 triệu USD và Trung Quốc là 48 triệu USD.